Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Trường hương 91, thất bại trong gang tắc. Chi trường Trần Thị có trách nhiệm trông coi sản nghiệp của tổ tiên. Đi chuyến này, Lâm gì mới chính thức biết tông trường vất vả như thế nào. Gánh vác đỡ đần cho tất cả người trong tộc thật sự chẳng hề dễ dàng. Không phải gia đình phía Đông xảy ra chuyện thì nhà phía Tây cần hỗ trợ. Nội số ruộng đất tổ tông để lại thôi đã mỗi năm hai mùa, đều do tông trưởng một tay thu xếp, thỉnh thoảng có nhà gieo hạt trễ cũng chạy tới chỗ tông trưởng nhà thuê hộ đứa ở và tá điền, đừng nói đến là mấy chuyện vặt vãnh trong công tác tìm kế sinh nhai hàng ngày. Mấy người lâm gì mới tới một lát mà đã có hai người trong tộc tới tìm chi trường nhờ phân sư từ đó mà xem xét thì rời huyện ra ngoài va chạm vật hái công danh vẫn tốt hơn, công thành danh toại có thể áo gấm về quê, không bị dòng tộc làm phiền. Hiện giờ bọn Lâm Di chính là đối tượng hâm mộ của các tỷ muội trong tộc. Sau khi Lâm Sương thay y phục xong, Trần Tam Thái Thái Lý Thị bảo Lâm Sương dẫn tỷ muội Lâm Huyền đi tham quan nhà tù. Lâm Huyền và Lâm Phương không phải lần đầu đến đây nên không hứng thú với lời giảng giải của Lâm Sương chỉ có Lâm Di là lắng nghe về lịch sự phát triển của gia tộc họ Trần một cách say xưa. Cả bọn ngồi xe ngựa gần canh giờ mới cơ bản thăm thú hết một vòng khuôn viên nhà của Trần Gia. Đi xong trở về, mọi người xuống xe ngựa, lại có mấy vị tỉ muội cùng tuổi trong tộc ra đón, tiếu tít giới thiệu chào hỏi lẫn nhau, khiến bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Dẫn đầu là Lâm Đan, con gái của Tông Trường, bằng tuổi với Lâm Phương sở hữu dung mạo thanh tú và vóc dáng cao thon tươi cười bước tới tản bớt ra nào tỉ tỉ và muội muội chi thứ ba đi đường mệt mỏi rồi trước tiên mời vào trong phòng nghỉ một lát đã chúng tỉ muội cạnh đó nghe vậy liền thối diếu rít dẫn bọn lâm di vào sương phòng phía đông nghỉ ngơi nhà hoàn bà tử vừa xông hương cho đệm chăn xong sắp xếp cho ba người lâm di vào cùng một gian phòng lâm đàn nói nằm nghỉ một lát đi tí nữa còn có tiệc đấy. Sau đó nàng vui vẻ kéo Lâm Huyền đi trò chuyện. Lâm Di và Lâm Phương ở trong phòng thay đồ vẫn nghe thấy tiếng cười nói của Lâm Đan ở bên ngoài. Rốt cuộc muội cũng tới, đám cá muội nhờ ta nuôi đều lớn lắm rồi. Đồ lần trước ta cho người đưa cho, muội có dùng được không? Lâm Uyển lấy túi thơm bên hông ra, có à, chỉ màu nhà mình nhuộm tốt vô cùng. Vừa nói nàng ta vừa nhét cho Lâm Đan vài thứ tặng lại cho tỷ ít món dùng chơi này. Lâm Phương biểu môi cười khẩy, nhìn kia, còn thân thiện hơn cả với tỷ muội nhà mình. Bọn Lâm Di nghỉ ngơi một lúc lại đổi y phục ra ngoài, chuẩn bị dự tiệc. Giữa khoảnh sân được răng đèn kết hoa của nhà chính được bày sẵn vô số bàn tiệc, chi chào hỏi nhau đã mất hết mấy canh giờ, ăn tiệc xong chúng tiểu thư liền lôi kéo nhau, dù gì nói chuyện. Bấy giờ Lâm Di mới phát hiện Lâm Nguyền ở trong tộc được hoan nghênh một cách khác thường chốc chốc lại nghe có người gọi uyển tỷ tỷ xem thử món này giúp muội với lần trước được tỷ dậy rồi nhưng vẫn thiêu vụng lắm sau đó là một trận cười nhạo vang lên lâm uyển cũng đưa khăn che miệng cười liên tục thiếu nữ nhỏ phụng Phịu nói muội mặc kể, tỷ phải dậy muội thêm lần nữa lâm phương đương nhiên cũng có tỷ muội qua lại thân thiết ai thích thơ văn đều tới tìm lâm phương chỉ chốc lát sau lâm phương đã bị kéo đi hội thi tho bọn họ cũng rủ lâm di cùng đi nhưng trước ánh mắt nóng rực của lâm phương lâm di chỉ cười từ chối ta không giỏi làm thơ các tỷ muội cử đi đi nghe vậy lâm phương mới nở nụ cười hễ là hội thi thơ thì nàng ta phải giữ vững ngôi vị đứng đầu của mình cuối cùng chỉ còn lại lâm sương và lâm di nói chuyện với nhau bởi vì sắp thành hôn phòng của lâm sương đã được dọn trống gần phân nửa lâm di lặng lẽ hỏi ngày thành hôn được định lúc nào vậy ạ à? Lâm Sương đáp, đầu xuân sang năm, nhanh vậy sao, Lâm Sương mới tròn 15 tuổi thôi. Lâm Di An ủi Lâm Sương, đâu phải là gả xa đúng không? Nghe nói hai nhà cũng quen biết nhau từ trước, nói vậy đôi bên hắn cũng âm thầm gặp nhau rồi. Lâm Sương cũng không giấu Lâm Di, cho dù bình thường qua lại tốt, ai biết được sau khi gả qua sẽ thể nào đâu. Cái gọi là gặp gỡ cũng chỉ là khách khi nói đôi lời ở trước mặt trường bởi thôi tính tình đối phương thể nào về sau mới biết được. Muối không ở trong tộc nên không biết, cho dù thân tươi dính lấy nhau thì sau khi kết hôn cũng đều là chém chém giết giết nhau cả. Không nói đâu xa, tỷ tỷ chị thứ hai mới gả cho đường ca được ba năm thôi, hai ngày trước vừa bị nhà chồng trả về kia, bệnh tật liên miên chỉ còn một bộ xương. Nàng thở dài thường thượt, cứ thấy thời gian thoải mái chẳng còn được bao nhiêu. Thế nên còn bao nhiêu trò chưa chơi nàng liền thay đổi đủ kiểu, chơi cho tận hứng. Lâm Sương nói tới đây lại bảo nha hoàn tìm một cái quần mới cho Lâm Di, chúng ta đi chơi nhảy đường đá đi. Khách tùy theo chủ, Lâm Di thay quần, cùng Lâm Sương ra sân chơi. Hống hách, đều không phải là kiểu dễ trung đụng. Thì ra không chỉ có nàng nhìn thấu con người thật của Lâm Nguyền. Cùng lúc đó trưởng lão thái thai lý thị của chi thứ ba trần gia lão thái thái nhánh cả bên lâm di cũng đang ngồi trong phòng trưởng lão thái thái chi trưởng nói vài chuyện tâm giao chú thích của người dịch về cách gọi lão thái thái lý thị bình thường sẽ chỉ gọi tắt là lão thái thái nhánh cả chỉ khi nào trở về nhà tổ mới đổi thành trưởng lão thái thái chị thứ ba để phân biệt với trưởng lão thái thái chi trường cộng trưởng lão thái thái chi trưởng nói chồng em dâu mạnh khỏe hơn nhiều trưởng lão thái thái chi thứ ba vui vẻ gật đầu đều nhờ có lục nha đầu ở bên cạnh giải sầu đấy à. nhắc đến chuyện này mắt trường lão thái thái chi trưởng liền sáng lên nói vậy tức là em dâu đã quyết định muốn nhận nhà lão tam làm con thừa tự. trưởng lão thái thái chi thứ ba lý thị cũng không giấu diếm lần trước trong thư tôi viết cho chị dâu cũng chính là ý này bằng mọi giá tôi phải có được sự đồng ý của tổng trường trong tộc không thể trơ mắt nhìn nhánh cả chi thứ ba chúng tôi tuyệt tự. Trưởng lão thái thái chi trưởng trầm ngâm trong khoảnh khắc, vẻ mặt khó xử, e là không dễ dàng, em dâu cũng biết rồi đấy, nhị lão thái thái đồng thị phía em dâu. Trưởng lão thái thái lý thị của chi thứ ba cười khẩy, tôi làm vậy chính là đang giúp bà ta, bà ta không đồng ý thì chúng ta cứ lấy ra phả ra nói chuyện, xem rốt cuộc hai đứa con trai bà ta sinh ra là con vợ cả hay là con vợ lẽ. Nếu lão thái gia nhà chúng tôi vẫn còn tại thế, làm gì ông ấy cho phép bà ta đảo lộn trật tự gia tộc như vậy vụ lằng nhằng về thứ bậc của chi thứ ba trần thị đã kéo dài mấy chục năm đến nay vẫn không có kết quả con trai duy nhất của nhánh cả chi thứ ba đã mất nhánh thứ hai cũng chỉ lưu lại một đứa con trai dòng chính cho dù trước đây nhi lão thái thái đống thị không dẫn theo hai đứa con trai hồi kinh e rằng trần thị cũng sẽ ra mặt đón hai đứa con trai của nhánh thứ hai về để có con cháu nối dõi tông đường hiện giờ dẫu gì nhị lão thái thái đồng thì cũng là kế thất của nhánh thứ hai, nhánh cả muốn nhận người của nhánh thứ hai làm con thừa tử, nói thế nào cũng vẫn phải thương lượng trước với bà ta. Có điều xem ra trưởng lão thái thái chi thứ ba đã có chuẩn bị mà đến, không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ ý định. Hai vị lão thái thái còn đang nói chuyện thì tông trường Trần Doãn khoan bước vào nhà. Trần Doãn khoan cùi chào hai vị lão thái thái rồi ngồi xuống một bên làm tông trường bảy năm Trần Doãn Khoan đã sớm nuôi dưỡng được vẻ uy nghi và trầm tĩnh mà một vị tông trường nên có. Tuy là vãn bối nhưng vẫn có quyền quyết định đại cục. Lễ tế tổ ngày mai đã được chuẩn bị xong hết rồi à? Chỉ chờ lão thái thái lên tiếng thôi. trưởng lão thái thái lý thị của chị thứ ba nói ta nào dám làm chủ đều nghe theo tông trường hết. Tông trường cứ sắp xếp bà già ta theo là được. Trần Doãn Khoan cười không tiếp tục chủ đề này nữa sao lần này không thấy đệ đệ bên tam phòng, tam phòng của nhánh thứ hai thuộc chi thứ ba chỉ nhà Trần Doãn Viễn, cùng tới vậy à? Trưởng lão thái thái lý thị của chi thứ ba nhếch môi cười khẩy, không cần đánh đố qua lại với ta đâu, ta xin nói thẳng, sau khi tế tổ xong hãy lấy ra phả ra, nhánh cả chi thứ ba muốn dựa theo thứ hạng ghi trên đó nhận con thừa tử. Các người không chịu nghe ta thì cứ dựa theo quy định mà làm trưởng lão thái thái chi trường cầm chén trà trên bàn thấp lên uống, để mặc trần doãn khoan đối đáp. Lão thái thái, người định sắp xếp thế nào? Muốn nhận vị đệ đệ nào làm con thừa tự vậy? Chuyện này cần thông báo cho các bô lão trong tộc, phải được tất cả bọn họ gật đầu thì mới có thể viết văn thư nhận con thừa tự. Trường lão thái thái thị của chị thứ ba khép hờ mắt, theo gia phả nên là ai thì chính là người đó. Trần Doãn khoản khó xử nói, lão thái thái người phải biết rằng, trưởng từ con vợ cả được gia phả xác nhận thì không thể làm con thừa tự cho chi nhánh khác. Trưởng lão thái thái chỉ thứ ba mở mắt ra nhìn Trần Doãn Khoan, vậy ta hỏi cậu, trưởng từ là ai? Nếu là tam lão gia thì xin trưởng bối trong tộc hãy xác nhận, ghi rõ tên tam lão gia Trần Doãn Viễn là trưởng tử, như vậy hai huynh trưởng của nó chính là con vợ lẽ. Bà lập tức đẩy hết trách nhiệm cho trưởng bối trong tộc hoặc là đồng ý cho Trần Doãn Viễn làm con thừa tự của bà, không thì xác nhận hai đứa con trai do nhị lão thái thái đồng thị sinh, Trần Doãn Ninh và Trần Doãn Chu là con vợ lẽ. Như vậy sao được? Trần Doãn khoan á khẩu mãi mới nói được nửa câu, lão thái thái, bây giờ nhị lão thái thái đồng thị đã là kế thất. Kế thất trước bài vị của chính thất vẫn là thiếp. Vậy ở trước bài vị tổ tông từ đường hỏi nhị lão thái thái đồng thị xem, giữa Trần Doãn Ninh, Trần Doãn Chu và Trần Doãn Viễn, ai mới là trưởng tử con vợ cả. Hai mẹ con Trần Doãn Khoan và trưởng Lão Thái Thái chỉ trưởng tiếc mắt nhìn nhau. Nếu Lão Thái Thái đã nói thế, vậy thì, ông mới nói tới đây, bên ngoài bỗng vọng vào một giọng nói lo lắng. Trưởng Lão Thái Thái chỉ thứ ba chúng tôi đang ở trong này sao? Là Đại Thái Thái Đồng Thị, sao Đồng Thị tại đến đây? Nhà hoàn tiến tới vén rèm lên dẫn Đồng Thị vào nhà đồng thị cúi chào hai vị lão thái thái và trần doãn khoan xong liền lo lắng nói lão thái thái không xong rồi tam thúc tam thúc bị triều đình bắt đi rồi trần doãn viễn bị bắt tại sao lại như vậy mặt trưởng lão thái thái chi thứ ba lập tức biến sắc đại thái thái đồng thị nói lão thái thái nhà con đã chạy trọt từ phương tìm cách cứu tam thúc nhưng chuyện lần này không thể coi thường lão thái thái nhà con sai con tới đây tìm lão thái thái nhánh cả thương lượng, xem thử có thể cầu xin trịnh gia và huệ hòa quận chúa giúp đỡ hay không. Đại thái thái đồng thị vừa dứt lời, tiêu thị với sắc mặt tái mét đã vào nhà, lão ra. Làm sao cơ? Đại thái thái đồng thi vội vàng kể, vẫn là chuyên ở phúc kiến, ngự sử và môn quan dâm tấu trương tới tấp, tôi nhóm tam thúc hãm hại trung lượng. Tam thúc hay tin liền dâng sớ kêu oan, liệt kê một hơi mười tội danh của thành quốc công. Thành quốc công biết chuyện thì ngã bệnh nằm nhà, không thể đi phúc kiến dẹp giặc. Triều đình đang lúc cần dùng người, chuyện dẹp giặc qua không thể tùy tiện phó thác cho bất kỳ ai. Vậy mà Tam Thúc lại dâng sớ nói thành quốc công cố tình kéo dài chiến sự, dùng chuyện này uy hiếp thiên tử. Tẩu trương vừa được dâng lên, Tam Thúc liền bị tước mũ quan, nhốt vào đại lao tiêu thị nghe tới đây chân lập tức mềm nhũn không đứng thẳng được trưởng lão thái thái chi thứ ba cũng kinh hoàng nói không nên lời đại thái thái đồng thị còn định nói tiếp trưởng lão thái thái chi trường đã vội vàng ngăn lại để lão trưởng lão thái thái bên cô lấy hơi đã rồi hẵng nói tiếp nghe tới đây tiểu tiêu thị vừa được người ta đỡ lấy dường như tỉnh tải cập tức khàn giọng nói lão ra tôi phải trở về vừa nói bà vừa đưa tay ra mong mau cho xe, chở tôi về nhà. mươi 92, Bồ Tát. Tiêu thị khóc đến hụt hơi, đại thái thái đồng thị khuyên hết lời vẫn không tác dụng. Trưởng lão thái thái chỉ thứ ba cho mày gian dậy, khóc có ích gì, cô trở về thì gặp được lão ta may hay sao? Tiêu thị siết chặt tay đại thái thái đồng thị, lão thái thái, vậy phải làm sao bây giờ? Người mau nghĩ cách với, hay bây giờ chúng ta lập tức lên đường trở về? giờ có lên đường trở về e rằng cũng muộn rồi trưởng lão thái thái chi thứ ba muốn ổn định tinh thần suy nghĩ thật kỹ tất nhiên gạt phăng ý định này của tiêu thị cô nói sầm cho dù trở về ngay bây giờ chúng ta có thể làm gì tiêu thị không đưa ra được ý kiến nào thấy tiêu thị vô dụng như vậy trưởng lão thái thái chi thứ ba chán nản chẳng buồn nói nữa trưởng lão thái thái chi trường đành an ủi tiểu tiêu thị mọi người đã cất công tới đây rồi chúng ta có thể cùng ngồi xuống bàn bạc vẫn tốt hơn là tất cả chạy về đó rồi không làm được gì trần doãn khoan cũng vội vàng đứng dậy để con cho người ra ngoài hỏi thăm tin tức trưởng lão thái thái chi thứ ba bảo đại thái thái đồng thị đỡ tiểu tiêu thị về phòng nghỉ trước đến khi trong phòng không còn ai khác trưởng lão thái thái chỉ trưởng mới đề nghị bằng không thử hỏi đồng ra xem tốt xấu gì đồng thì cũng có người cha làm quan tam phẩm nói không chừng có thể ra mặt nói chuyện với thành quốc công vừa rồi còn muốn chèn ép đồng thị bây giờ lại tới cầu cạnh đồng gia. trưởng lão thái thái chi thứ ba im lặng không nói lời nào trưởng lão thái thái chi trưởng khuyên nhủ thôi cứ hoãn chuyên nhận con thừa từ một thời gian đi nói gì cũng phải cứu doãn viễn ra trước nhà tổ trần thị vừa mới hân hoan chào đón người thân ngay sau đó lại bị bầu không khí nặng nề bao trùm mọi người còn đang hâm mộ người trong tộc làm quan trong kinh, không ngờ nháy mắt lại được tin chẳng những mất toi chức quan, mà còn bị giam vào đại lao. Lâm Sương cũng không còn tâm trạng chơi đùa, ở bên cạnh an ủi Lâm Di, chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi. Tất cả trải qua một đêm thấp thỏm sợ hãi, hôm sau rốt cuộc cũng có tin tức mới. Trần Doãn Viễn viết huyết thư nói rằng nếu thành quốc công thật sự có bản lĩnh dẹp dọc qua, ông nguyện lấy cây chết trả lại danh trung thần cho thành quốc công. Tiểu tiêu thị nghe xong liền ngất xỉu, ma ma bà tử trong phòng hết ấn nhân trung tới rót thuốc vào miệng mới cứu bà tỉnh lại được. Trưởng lão thái thái chi thứ ba cũng phát bệnh cũ, ho khan liên tục. Lâm Di vừa phải chấn an mẹ vừa phải chăm sóc bà tổ mẫu, đại thái thái đồng thị cũng ở lại giúp nàng một tay. Nhưng bất kể Lâm Di khuyên thể nào, tiểu tiêu thị vẫn buồn bã lấy nước mắt rửa mặt, vốn đang bình yên mà lão gia lại sao ông lại làm chuyện điên rồ đến vậy sớm biết vậy mẹ đã không rời khỏi nhà bà lấy khăn che tiếng nức nở trong miệng nghe nói bệnh tình của lão thái thái nhánh cả đỡ hơn một chút lại chạy tới xin được trở về kinh lão thái thái nhánh cả cuối cùng cũng đồng ý mời tam thái thái lý thị của chi trường đưa tiểu tiêu thị trở về tiểu tiêu thị không dám chỉ hoãn vừa vào kinh liền cùng tam thái thái lý thị của chi trường chạy tới phòng của nhị lão thái thái đồng thị ngay tiểu tiêu thị không nói hai lời đã quỳ xuống trước mặt nhị lão thái thái đồng thị mẫu thân lão ra mà không thể trở về cả nhà chúng con biết sống thế nào đây a à, nhị lão thái thái điền thị bước tới đỡ tiểu tiêu thị dậy tam đệ muội mẹ vẫn đang nghĩ cách mà chuyện này không thể giải quyết nhanh chóng nhất thời được đệ muội bình tĩnh lại đã ngày mai mẹ sẽ sai người ra ngoài nghe ngóng thêm. Nghe nói nhị lão thái thái đồng thị chịu giúp đỡ, tiểu tiêu thị ngừng khóc, quay lại nhìn nhị lão thái thái đồng thị chăm chăm. Lúc này nhị lão thái thái đồng thị mới thở dài, con đó, doãn viễn có xảy ra chuyện, con cũng không thể suy sụp, bằng không ai sẽ lo lắng cho hai đứa nhỏ hà. Tiêu thị và tam thái thái lý thị của chi trường ngồi nói thêm vài lời với nhị lão thái thái đồng thị sau đó nhị thái thái điền thị nhanh nhẹn sắp xếp cho hai người đi nghỉ ngơi. Ăn cơm tối xong, chờ trong nhà yên ắng lại, nhị lão gia Trần Doãn Chu và nhị thái thái điện thị mới đi tới phòng nhị lão thái thái đồng thị. Thế nào, nhị lão thái thái đồng thị hỏi con trai, còn cơ hội cứu vãn hay không? Trần Doãn Chu mím môi khế lắc đầu, sau đó hơi nhếch khóe mắt, vẻ nặng nề trên mặt biến thành đắc ý, lần này tam đệ tự đào huyệt cho chính mình. Nhị lão Thái Thái Đồng thị khẽ gật đầu, mặt vẫn không đổi sắc, luận làm quan, cả ba đứa đều không bằng phụ thân mình, tam đệ con càng không hiểu thế nào là biết co giãn theo thời thế. Trần Doãn Chu nhấp một ngụm trà, vui vẻ đưa mắt nhìn Điển thị. Gần đây do mang thai mà Điển thị trong hồng hào đẫy đà hơn hẳn. Thầy bói nói phải sau 36, 37 tuổi ông ta mới có thể phất lên, bây giờ xem ra quả đúng là vậy, tam đệ xem như nổi danh rồi phe cánh của thành quốc công đều đang nhìn nó chằm chằm, vậy mà thằng đó vẫn không do giữ đưa mạng nhỏ của mình vào tay thành quốc công. Mẹ nói xem, mấy năm qua nó ở Phúc Ninh làm quan kiểu gì vậy nhỉ? Nhị lão thái thái đồng thị liếc nhìn Trần Doãn Chu, nói thế nào cũng là để đệ, đệ con, để người ta nghe được thì còn ra thể thống gì nữa. Trần Doãn Chu cười bâng quơ, đang ở nhà mà, bên ngoài con nào dám như vậy, hễ là chuyện dính dáng đến tam đệ con đều tránh thật xa mất công lại bị thằng đó liên lụy nhị thái thái điện thị liếc nhìn trượng phu mẹ nói rất đúng hôm nay có chị dâu từ chi trường tới trần doãn chu nhường cao mày ta còn đang thắc mắc sao lão thái thay nhánh cả lại vội vàng dẫn tam đệ muội và lục nha đầu đi nhà tổ thì ra là muốn để người trong tộc tới dọa chúng ta chẳng qua chuyện này còn phải xem ý triều đình thế nào nhà chúng ta không ai được phong hầu bái tướng, làm gì có bản lĩnh cửu tam đệ chứ. Nói rồi ông ta đặt chén trà xuống bàn, vẫn phải trách bà già nhánh cả kia, nếu bà ta chịu nhận ta làm con thừa tử, thế nào cựu cữu cũng đi lôi kéo quan hệ giúp Trần Gia được phục tước từ lâu, ta đã là Quảng Bình Hầu rồi. Nhìn con trai đắc ý cười đùa, nhị lão thái thái đồng thị phất phất tay, được rồi, trước khi chuyện thành thì đừng nói lung tung. Trần Doãn Chu cười hề hề mẹ cẩn thận quá rồi chuyện ở phúc kiến đã bành trướng tới mức này hoàng thượng biết cân nhắc lợi hại sẽ không để ý đến mạng của tiểu tốt như trần doãn viễn cho dù hoàng thượng muốn xử trí thành quốc công bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất kỳ này trần doãn viễn chết chắc rồi nhị thái thái điền thị đứng lên đi tới xoa bóp vai cho nhị lão thái thái đồng thị nhị lão thái thái đồng thị kéo nhị thái thái điền thị ngồi xuống cạnh mình con đang có mang không nên để mình quá mệt nhọc chỉ cần điều dưỡng cho thật tốt tương lai sinh được con nổi dòng cho trần gia chúng ta thì chính là công lớn rồi nói tới đây bà ta lại thở dài đại ca con không có con nối dòng các con nên sinh nhiều một chút để về sau có thể đỡ đần lẫn nhau liễu di nương bên cạnh đại lão gia khổ sở sinh nở lại chi sinh được một đứa con gái nhị lão thái thái đồng thi nghe tin xong liền mất ngủ mấy ngày liên tục nhị thái thái điển thị lo lắng nói cũng không biết đại tàu ở nhà tổ thế nào rồi nhị lão thái thái đồng thị phất tay ta đã dặn dò nó rất kỹ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu nếu không vì con dâu thứ hai đang mang thai và muốn ở trong kinh nghe tin tức bà ta đã chẳng để con dâu cả đi nhà tổ ngăn cản nhánh cả nhận lão tam làm con thừa tự trước khi con dâu cả đi bà ta đã nói rõ ràng không phải bà ta không muốn để lão đại đến nhánh cả nhưng con thừa tự nhất định phải có con nối dòng mà lão đại đến một đứa con trai cũng không có cả cửa ải chỗ nhà tổ trần thị cũng không qua được cho dù không thể thừa kế tước vị về sau gia sản của nhánh thứ hai cũng thuộc về lão đại mà ngoại trừ thua một cái tước vị cơ sở của nhánh thứ hai có thể nói là vững hơn nhánh cả nhiều ra khỏi phòng nhị lão thái thái đồng thị nhị lão gia trần doãn chu và nhị thái thái điền thị cùng nhau trở về từ trúc viện sau khi vào phòng, Trần Doãn Chu liền đuổi nha hoàn đi, rồi bỗng quỳ xuống, đưa hai tay ôm chặt chân Điền Thị. Điền Thị giật mình, suýt kêu thành tiếng. Trần Doãn viễn nở nụ cười, ngước lên thành kinh cầu khẩn, Bồ Tát thân yêu, xin thưởng cho ta một giọt cam lộ, để ta được thưởng vinh hoa phú quý bất tận, tiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa cho nàng. Điền Thị dựa vào bản sách sau, ưng, ừ, dường như nốt chu sa nơi ấn đường đỏ thắm hơn. Lâm Sương cho dọn dẹp qua khuê phòng rồi bảo Lâm Di đến cùng ngủ chung với mình. Nhưng lão thái thái nhánh cả vẫn chưa khỏe, Lâm Di không yên tâm nên vẫn ở ngủ sau vách ngăn lụa trong phòng bà. Ban đêm hai bà cháu nằm trên giường nói chuyện, mặc dù mọi chuyện đều diễn biến theo như dự đoán, song chỉ cần nghĩ đến tình cảnh của cha là tim Lâm Di tại bị treo tót lên cao. Nàng có thể làm tại cuộc đời một lần nữa, nhưng cha mẹ và trưởng bối không thê. Thành Quốc Công và Khang Quận Vương vẫn chưa lên đường đi Phúc Ninh, bây giờ cha cháu xem như vẫn được an toàn. Lâm Di nhẹ gật đầu, hẳn bá tổ mẫu còn căng thẳng hơn cả nàng. Lão thái thay nhánh cả thở dài, cha cháu thì ở trong mục sầu lo cho đất nước, chuyện nhà chúng ta bên này cũng chẳng dễ xử lý gì. Theo dự định của lão thái thay nhánh cả, không những phải bảo vệ được địa vị con trai trưởng của cha, mà còn phải nhận cha làm con thừa tự của nhánh cả như thế sau này cha mới có thể đấu lại cả nhà nhị lão thái thái đồng thị giờ chỉ là mới bắt đầu chúng ta phải tính toán kỹ chút một bước cũng không thể đi nhầm chỉ cần văn thư nhận con thừa tự được viết xong cha cháu lại lập công lớn qua vụ án lần này khi trần gia chúng ta được phục tước tước vị này sẽ rơi vào tay cha cháu lão thái thái nhánh cả tựa lưng vào nệm chậm rãi lần phật châu lần này đại bá mẫu của cháu có chuẩn bị mà đến e rằng lại bị nhị lão thái thái đồng thị dùng mấy lời đường mật làm cho mông muội rồi cháu vẫn không hiểu một chuyện lâm di nhìn lão thái thái nhánh cả lớn gan suy đoán dưới gối không con trai thì không thể làm con thừa tử sao đại bá phụ vẫn tranh giành vị trí này nhỉ lão thái thái nhánh cả nheo mắt nhìn nàng cháu nghĩ sao lâm di nói cháu cảm thấy đại bá phụ hẳn có con rơi bên ngoài lão thái thái nhánh cả từng nói nếu trong nhà không có con trai dòng chính, đừng nói là con vợ lẽ, cho dù là con ngoài giá thủ cũng sẽ được gọi về thừa kế gia nghiệp, hơn nửa 8 trên 10 phần là đang bị đồng ra trông nom. Cho nên đại bá mẫu mới có thể thắng sống lưng như thế. Lão thái thái nhánh cả gật đầu, rốt cuộc ta cũng không phí công dạy dỗ cháu. Lần này nhị lão thái thái để đại bá mẫu cháu tới ngăn chặn ta, nhưng thật ra không biết rằng đại bá mẫu cháu đang nuôi dự tính khác chỉ cần ta gật đầu tại có đồng gia giúp đỡ nhà đại bá cháu tiền có thể thể kế thừa nhánh cả cả nhà đồng thị cho rằng cha nhất định không được toàn mạng cho nên mới ung dung không to như thế nếu cha cháu vì thành quốc công mà chết oan về sau đến khi thành quốc công bị lật đổ triều đình chắc chắn vẫn ghi công cho cha cháu lâm di tiếp lời bà đến lúc đó người thu được lợi từ công của cha cháu tại chính cả hai vị bá phụ cháu cả nhà đồng thị đang muốn ngồi làm ngư ông hưởng lợi. Lâm Di vừa dứt lời thì Bạch Ma Ma tiến vào báo, tam tiểu thư đến à. Lão thái thái nhánh cả nằm xuống, Lâm Di sỏ giày xuống giường. Lâm Uyển nhìn thấy Lâm Di tiền nói, ta đến thăm bá tổ mẫu. Nàng ta dùng một thoáng, giường của muội đủ lớn không? Ta ngủ cùng muội nhé. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 93, thân cận lão thái thái chi trường nằm xuống ngủ, Lâm Huyền và Lâm Di cùng đi tắm qua rồi lên giường. Hai người nằm đối mặt nhau, Lâm Huyền nói, trong tộc phân ta và tử muội muội ở cùng một phòng, tử muội muội chê phòng nhỏ, không thể cùng các tỷ muội làm thơ vẽ tranh trong phòng, mình ta dọn sang phòng khác ở lại thấy hơi quạnh quẽ. Nói tới đây, nàng ta cùng Lâm Di nhìn nhau cười tính Lâm Phương luôn như thế, bất luận đi tới đâu cũng muốn ở trên đầu người khác. Hai người đang nói chuyện thì Lâm Sương dẫn Nha Hoàn tới, không hề khách khí mà ngồi xuống giường. Nha Hoàn trong thành cấp muội còn không hiểu biết nhiều bằng Nha Hoàn ở nông thôn chúng ta, chỉ biết đưa nào kem nào phấn cho muội bội che đỡ thôi. Vừa nói nàng vừa cười nhìn Lâm Di, ở chỗ ta có bảo bối này, đắp lên bảo đảm ngày mai mắt muội sẽ hết sưng. Lâm Sương cho Nha Hoàn lấy ra một cái chén nhỏ, Lâm Di Lâm Uyển tò mò ghé mắt nhìn thì thấy bên trong chỉ có hai vắt mì sợi nhỏ. Lâm Sương nói, mì vắt ướp lạnh, mau đắp lên mắt đi. Lâm Di còn chưa lên tiếng, Lâm Sương đã nhanh tay cầm lấy vắt mì muốn đắp cho Lâm Di. Bà thiêu nữ cứ thế đẩy tới đẩy lui, không khí nhất thời trở nên rộn ràng, tâm trạng vốn nặng nề của Lâm Di cũng bỗng chốc sáng sủa hơn. Lâm Sương đắp vắt mì lên mí mắt của Lâm Di xong mới chịu thôi. Hồ Đào vừa vặn bước vào, nhìn thấy liền giật nảy mình, túi trả nô tỳ mới mang tới cho lục tiểu thư đâu à. Đại thái thái đồng thị tới thăm lão thái thay nhánh cả, nghe tiếng huyên náo phía xương phòng thì cũng sang xem, tươi cười ngồi xuống ở trước giường, mấy đứa mau đi ngủ đi, ngày mai tế tổ còn phải dậy sớm đây. Nói rồi bà ta nhìn vắt mì trên mặt lâm di, mắt cháu sao rồi. Lâm Sương cười đáp thay, thầm yên tâm, bảo đảm ngày mai hết ngay. Đại thái thái đồng thị nghe vậy mới gật đầu, tự tay đắp mền cho Lâm Di, Lâm Huyền rồi dẫn Lâm Sương ra ngoài. Linh lung tắt đèn trong phòng, Lâm Huyền nắm lấy tay Lâm Di, tựa sát vào người nàng dù gì, thân mật như tỉ muội ruột, thật ra lúc trước mẹ ta vốn rất tốt, chỉ là mấy năm gần đây. Không thể sinh đệ đệ nên tính tình mới lúc tốt lúc xấu như vậy. Đại thái thái đồng thị vừa gả vào thì năm sau liền mang thai, sinh được một đứa con trai bụ bẫm nhưng không ngờ chỉ nuôi được một năm đã chết yêu. Nghe nói nhị lão thái thái đồng thị đi khắp nơi tìm danh y điều dưỡng thân thể cho đại thái thái, về sau đại thái thái mới sinh thêm Lâm Nguyền. Một năm sau khi sinh Lâm Nguyền, đại thái thái đồng thị lại hoài thai, nhưng lần này đứa bé chưa đủ tháng đã sinh non, cũng là con trai như lần đầu tiên. Đại thái thái vì vậy mà bị di chứng, đến nay vẫn không thể có thai tài mấy chuyện này đều là tiêu thị nói cho lâm di nghe về sau đại bá phụ nạp thêm chu di nương liễu di nương chu di nương sinh hạ một thứ nữ năm ngoái liễu di nương cũng sinh ra một bé gái nếu quả thật đại bá phụ có con rơi ở bên ngoài vậy sự vụng về ngày thường của đại thái thái đồng thị chính là cố ý để cho nhị thái thái điển thị nhìn thấy cháu gái đương nhiên hiểu tính cô mình đại thái thái đồng thị nhất định biết rõ nhị lão thái thái chỉ thiên vị con trai thứ hai cho nên liên chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi trực tiếp nhờ gia tộc họ đồng giúp đỡ âm thầm tranh giành tước vị nhị thái thái điền thị thông minh nhưng đại thái thái đồng thị nhìn như vụng về này cũng không kém tí nào hôm sau người trong tộc trần thị đều tụ tập ở nhà tổ cúng tế tổ tiên hoành ca đến muộn nên chỉ bắt kịp phần nghi thức cuối trên người cậu vẫn còn vẻ phong trần mệt mỏi khiến cậu trong trưởng thành hơn nhiều. Sau khi dâng hương, cậu lui về đứng thẳng bên cạnh người nhà mình, ở thư viện có không ít người âm thầm khen cha đáng mặt nhân sĩ chính nghĩa. Trong mắt cậu đầy tia máu, nhưng không hề có giọt nước mắt nào. Trưởng lão thái thái chi thứ ba khen ngợi, hoành ca khá lắm. Đại thái thái đồng thị ở một bên nhìn cũng hâm mộ nói, nữ quyến chúng ta đúng là không bằng cả một đứa bé trưởng lão thái thái chi trưởng kéo hoành ca sang nhìn, đứa bé ngoan, đi đường mệt lắm đúng không, mau đi nghỉ ngơi đi. Hoành ca chỉ dẫn theo gã sai vặt đến đây, đại thái thái đồng thị sợ nha hoàn hầu hạ không chu toàn thì đứng dậy đi cùng, chỉ chốc lát sau hoành ca đã rửa sạch bụi đất trên mặt trên người, trở lại nhà chính. Trưởng lão thái thái chỉ trưởng nói, doãn viễn sinh được một đứa con trai tốt. Đại thái thái đồng thị cũng nói, nhìn thấy Hoành ca tiền nghĩ tới. Nói tới đây bà ta bỗng im bặt, lén lút nhìn thoáng qua lão thái thái nhánh cả. Đại thái thái đồng thị không nói hết câu, nhưng tất cả mọi người đều nhớ đến con trai lớn trần doãn lễ của trưởng lão thái thái chỉ thứ ba. Mấy năm qua trưởng lão thái thái chỉ thứ ba chưa từng có ý định nhận con thừa tự. Mãi đến khi Trần Doãn Viễn dẫn một trai một gái trở về kinh, bà mới tỏ ý đó xem ra người bà thích chính là hai đứa cháu trai cháu gái này. Trưởng bối trong tộc vào nhà chính ngồi xuống bàn chuyện. Bọn Lâm Di ra hành lang ngồi, Hoành ca hỏi thăm Lâm Di tình hình mấy ngày qua rồi nói sơ về không khí căng thẳng trong kinh bệnh của thành quốc công tới quá bất ngờ. Được Hoàng thượng ban thuốc thượng hạng mới dẫn chuyển biến tốt, cứ theo đà này thì chẳng mấy chốc nữa ông ta sẽ lên đường đi phúc kiến. Nghe huynh muội Hoành ca và Lâm Di nặng nề nói chuyện, Lâm Sương chợt nhớ tới một sự kiện, lát nữa tổ mẫu sẽ dẫn ta đến thôn trang trên, hai đứa cũng đi theo đi. Lâm Sương sắp thành hôn, cho nên muốn theo trường bối học cách quản lý thôn trang. Lâm Sương nói, về phương diện này đại tẩu nhà chúng ta cừ khối lắm, trong nhà có vài thôn trang đều là được tẩu ấy hồi sinh lại đây, nên tổ mẫu bảo ta tới đó học hỏi. Dù sao tương lai muội cũng phải học, không bằng cùng đi đi lâm di nói lại cho lão thái thay nhánh cả đề nghị của lâm sương lão thái thay nhánh cả cũng tán thành hiếm khi có cơ hội như vậy mấy đứa cùng đi xem xem thôn trang cách nhà tổ không xa lắm trong tộc còn có vài ca ca đi theo nên hành trình vô cùng bình yên để giải sầu cho lâm di lâm sương vén rèm xe ngựa lên chỉ cho lâm di xem một số phong cảnh đi ngang qua một đồng ruộng nước mênh mông nhìn không thấy bờ lâm sương nói đây vốn là ruộng nương của trần thị chúng ta về sau trong nhà khó khăn nên phải bán cho người khác mấy năm gần đây người trong tộc luôn muốn thu hồi số ruộng này nhưng bên kia hết giá quá cao mãi đến giờ vẫn chưa thỏa thuận được nàng tại chỉ sang bên phải nhất cả bên này tại tiền sát với thôn trang của chi trường nước sông được dẫn trực tiếp vào tưới ruộng nếu mua tại được chỗ ruộng này thôn trang trên cũng có thể mượn nước từ đây tưới ruộng muội mà tới vào mùa hè thì tuyệt cúc đó ruộng vào mùa trông đẹp lắm. Xuyên qua rèm xe, Lâm Di nhìn cánh đồng của nước bạt ngàn bên ngoài, đang định thu hồi ánh mắt thì chợt thoáng thấy một bóng người quen quen. Vóc dáng to lớn của người kia đang đứng dưới ánh mặt trời, cẩn thận nhìn dòng nước trong mương rồi ngừng lên hô to cái gì đó với người trong ruộng, nàng không nghe được là đang nói gì. chương 94, Răng Lưới Xe ngựa đi đến thôn trạng trên, đại tẩu trong tộc bắt đầu giảng giải công việc ở thôn trang cho Lâm Sương và bọn Lâm Di nghe. Thôn trang này chính là hồi môn của Lâm Sương, đại tẩu lấy sổ sách ra, chỉ dạy Lâm Sương từng chút một. Thôn trạng này nằm sát chân núi, cho nên nuôi không ít thú vật chim muông bắt được từ trên núi về, gà rừng và thỏ thì không cần nói, ngay cả hưu hoãng cũng nhiều không đếm xuể. Đều được người ta đặt cọc mua hết vào cuối năm để dùng dịp năm mới cả lâm sương càng xem càng mừng rỡ đại tẩu nói đây là thôn trang có sản lượng tốt nhất ở lân cận tộc chúng ta đấy trang trường nơi này rất giỏi năm đó chỗ khác đều bị ảnh hưởng bởi nạn đói chỉ mình thôn trang này là lại dự ra mấy trăm lượng bạc lâm di và lâm sương nghe đại tẩu rằng cả buổi cái gì quan trọng nhất là không được để người nhà chồng nhúng tay vào thôn trang hồi môn của mình chọn trang trường phải chọn người đáng tin ngẫu nhiên bị thiên tai cũng vẫn phải hậu đại tá điền và người ở hàng năm cần theo dõi thật xít sao mây khoản nợ, không được qua loa. Mấy ca ca trong tộc dẫn Lâm Di, Lâm Huyền và Lâm Phương dạo một vòng thôn trang, ngay cả Lâm Phương ban đầu không quá hào hứng cũng dần dần thích nơi này. Trang trưởng ân cần đưa ít thịt rừng lên, Lâm Phương thích nhất là xem gà rừng đá nhau, chúng khỏe, đánh, đá, vặt lông nhau vô cùng mạnh mẽ. Trưởng lão thái thái chi thứ ba cũng có thôn trang ở gần đây, thôn trong đó còn lớn hơn cả nơi này. Đại tẩu cười nói, thu hoạch hàng năm cũng vô cùng tốt. Bà tử trong thôn trang cũng nói, sao không tốt được, nhà bên kia không ăn mấy thứ thịt rừng này nên đều nuôi đến già, chỗ chúng ta cũng chỉ có bấy nhiêu, còn bên kia nuôi cả đàn hưu luôn đấy, lộc nhung với sừng hưu bán làm dược liệu giá cao khỏi phải nói. Lâm Sương cười bảo, nói không chừng trưởng lão thái thái chi thứ ba sẽ dẫn muội muội qua đó xem đấy. Nhìn thấy Lâm Phương dựng lỗ tai lên nghe, Lâm Di chỉ nói, ta nào hiểu mấy chuyện này, lúc chúng ta ra khỏi phòng, có nghe thấy bá tổ mẫu cũng sai hạ nhân dẫn đại bá mẫu đi một chuyến tới thôn trang, để trang trường nói vài chuyện cho đại bá mẫu biết. Đại thái thái đồng thị tự đề cử mình phân yêu bớt cho lão thái thái chi trường. Lão thái thái chi trường vì chuyện của cha nên không có tâm trạng hỏi han về thôn trang, cho nên liền giao chuyện này cho đại bá mẫu quản lý. Bọ ngựa ắt ve, chim sẻ rình ở sau lưng. Thân làm con ve nàng cần phải nhắc nhở bọ ngựa, đằng sau vẫn còn chim sẻ đấy. Quả nhiên Lâm Phương lập tức nhớ mày, liếc mắt nhìn về phía Lâm uyển Linh lung nói, ôi chết, để em tới nhà bếp nhờ hâm canh nóng cho tiểu thư. Hát hơi đầu tính là cảm lạnh, nàng chỉ bị gió thổi nên ngứa mũi một tí thôi. Nhưng vậy cũng tốt, vừa tiện có cớ để nhà bếp bận rộn một chút, bàn đêm Lâm Di dùng một chén thuốc đắng đuổi Lâm uyển ra khỏi phòng lão thái thái chi trưởng sờ chán lâm di vẫn nên uống vài thang thuốc đề phòng đi con gái không thể chủ quan về sức khỏe lâm di ôm lấy cánh tay bà sức khỏe của cháu rất tốt ở phúc ninh bị mắc mưa cũng không ngã bệnh bá tổ mẫu yên tâm chưa kể cháu còn giỏi y thuật nữa mà chuyện lần trước cháu nhắc nhở ta ta đã cho người đi điều tra lão thái thái chi trưởng tựa lưng vào gối từ tốn nói có nên cho người trở về báo cho thái thái một tiếng không ạ à? cái gì lâm phương giật nảy mình lời này bà nghe được từ đâu sở bà tử đáp hôm nay mấy vị lão thái thái ở trong phòng nói chuyện lão thái thái chi trưởng nhân được thư từ trinh ra trịnh các lão ở trước mặt thánh thương lên tiếng nói hổ cho tam lão ra kết quả lại bị thánh thượng của trách bây giờ đang tĩnh dưỡng ở nhà lão thái thái chi trưởng nghe xong liền cuống cuồng đại lão gia chi trường cũng nói, quan văn và võ tướng từ trước đến nay luôn bất hòa, muốn tìm đường thoát thì nhờ võ tướng biện hộ vẫn hơn. Lão thái thái chi trưởng nói, lúc trước doãn lễ tu sửa Tây Viện cũng là để tạo nơi thoải mái hơn cho con cháu có ý chí học hành trong tộc vào ở. Doãn lễ mất ta cũng chẳng còn tâm trạng quản lý nơi đó, vẫn là lão tam nhắc nhờ răng nên hoàn thành chuyện tu sửa mà doãn lễ đang làm dở dang. Nói tới đây vành mắt bà lại đỏ lên đại thái thái đi tới khuyên bà người đừng cuống chẳng phải hoành ca đã nói rồi sao trong kinh có rất nhiều người kêu oan hộ tam thúc lão thái thái chi trưởng không để lọt tay lời của đại thái thái chỉ chăm chú nhìn hoành ca và lâm di lâm uyển vẫn giữ vẻ mặt bình thản như cái gì cũng không biết ai sống với lâm uyển một thời gian đều khen lâm uyển hiền lành lễ độ từ thôn trang trở về Lâm Huyền nhanh chóng bị tỉ muội trong tộc đón vào phòng xin chỉ giáo môn theo thùa. Lâm Sương kéo Lâm Di đi nói chuyện, chỉ còn Lâm Phương đứng chờ trọi một mình. Lâm Phương nào từng nếm qua cảm giác bị cô lập thế này, nàng ta hờn rỗi trở về phòng nghỉ, đang lật qua lật lại không yên thì sở bà tử đi vào nói, tứ tiểu thư, nô tỳ tì thấy tình thế không ổn lắm, dường như lão thái thái chi trưởng có ý định đổi sang chọn đại lão ra thì phải, chuyện này có nên cho người trở về báo cho thái thái một tiếng không ạ à? cái gì lâm phương giật nảy mình lời này bà nghe được từ đâu sở bà tử đáp hôm nay mấy vị lão thái thái ở trong phòng nói chuyện lão thái thái nhánh cả nhân được thư từ trinh gia trịnh các lão ở trước mặt thánh thương lên tiếng nói hổ cho tam lão gia kết quả lại bị thánh thượng của trách bây giờ đang tĩnh dưỡng ở nhà lão thái thái nhánh cả nghe xong liền cuống cuồng đại lão gia nhánh cả cũng nói quan văn và võ tướng từ trước đến nay luôn bất hòa, muốn tìm đường thoát thì nhờ võ tướng biện hộ vẫn hơn. Lão thái thái nhánh cả liền bảo đại thái thái viết thư cho nhà mẹ đẻ, cầu đồng thị hỗ trợ. Lâm Phương mở to hai mắt, để đại bá mẫu nhờ cậy đồng thị. Sở bà tử tiếp lời, lúc chúng ta chuẩn bị đi nhà tổ, lão thái thái chỉ bảo đại thái thái nhìn chằm chằm lão thái thái nhánh cả, đừng để tộc trưởng viết văn thư nhận con thừa tự, không hề nói đến chuyện này lâm phương cũng nghe ra ẩn ý sau lời của sở bà tử còn gì nữa sở bà tử tiến lại thì thầm trưởng lão thái thái chi trưởng nhắc nhỏ lão thái thái nhánh cả rằng nếu không thể cứu được tam lão gia nhà họ chỉ còn lại cô nhi quả mẫu thôi có thể làm được gì lão thái thái nhánh cả liền thở dài nói tam thái thái quá nhô nhược e rằng không thể chống đỡ nổi cả nhà nhị gia và lục tiểu thư lại nhỏ tuổi nói thế nào cũng cần người trong tộc trông nom sở tử nói đây dương một chút nô tỳ nghe vậy liền nghĩ trong bụng năm nay đại lão gia đã 39 mà vẫn chưa có con nối dõi đại thái thái lại ân cần với nhị gia thế kia có khi nào là muốn muốn chẳng lẽ đại bá mẫu định nhận con trai của tam thúc làm con thừa tự từ tiểu thư cô nhìn đi lão thái thái nhánh cả thích nhị gia và lục tiểu thư như vậy nếu tam lão gia có bất chắc gì lão thái thay nhánh cả sao có thể không đứng ra sắp xếp cho nhị gia và lục tiểu thư chứ. Lâm Phương cũng nghĩ tới điểm này, thảo nào lão thái thay nhánh cả muốn để đại bá mẫu đi quản lý thôn trang của nhánh cả. Thì ra, thì ra, theo nô tỳ thấy, chuyện đại lão gia không có con nối dòng thật sự trung ý của lão thái thay nhánh cả. Nhánh cả có thể nhận con thừa tử, cớ sao đại lão gia lại không thể chứ? Nếu đại bá muốn nhận con thừa tử, đầu tiên sẽ chọn từ trong nhà của huynh đệ, tam thúc vụ không còn, hoành ca vừa hay có một mình. Lâm Phương vặn khăn tay, chuyện này đúng là rất có khả năng, nghĩ tới đây trước mặt nàng ta lập tức hiện lên hình ảnh đại bá mẫu thân mật côi kéo Lâm Huyền và Lâm Di, bà mau cho người trở về báo cho mẹ ta biết. Sau đó đương nhiên Lâm Di nhìn thấy Lâm Phương treo bộ mặt cầm ti bước vào phòng, ngồi ở một bên mà cứ thỉnh thoảng tại tiếc nhìn Lâm Huyền đang thắt dây từ đó đến giờ đều là Lâm Phương nhìn nàng chằm chằm và ẩm ý với nàng. Lần này nàng cũng muốn nếm thử cảm giác đứng ngoài bóng chuyện là thế nào. Kiếp trước bị nhi lão thái thái đông thì tính toán, cả nhà nàng hoàn toàn không có cơ hội chống cự Lần này có lão thái thái nhánh cả làm chỗ rửa, rốt cuộc bọn họ cũng có thể phản kháng. Trước khi đến nhà tổ, lão thái thái nhánh cả đã sắp xếp sẵn mọi thứ, cố ý khiến tiêu thị khóc lóc nức nở ở trước mặt người trong tộc rồi đưa bà về kinh như thế tiêu thị vừa có thể ở trong kinh nghe tin tức vừa có thể dùng sự mềm yếu của mình làm nổi bật sự tài giỏi của đại ba mẫu lâm di nghe nói trưởng bối trong tộc đều khen ngợi học vấn của hoành ca con cháu đọc sách trong tộc đều tới nghe ca ca kể chuyện ở thư viện trong kinh lão thay thay nhánh cả nói lúc trước doãn lễ tu sửa tây viện cũng là để tạo nơi thoải mái hơn cho con cháu có ý chỉ học hành trong tộc vào ờ doãn lễ mất ta cũng chẳng còn tâm trạng quản lý nơi đó vẫn là lão tam nhắc nhở răng nên hoàn thành chuyện tu sửa mà doãn lễ đang làm dở dang nói tới đây vành mắt bà lại đỏ lên đại thái thái đi tới khuyên bà người đừng cuống chẳng phải hoành ca đã nói rồi sao trong kinh có rất nhiều người kêu oan hộ tam thuốc lão thái thái nhánh cả không để lọt tay lời của đại thái thái, chỉ chăm chú nhìn hoành ca và lâm di. Sáng hôm sau trận rằng co này mới rốt cuộc có kết quả sơ bộ. Lâm Di đang ngồi hóng mát trên hành lang thì nghe thấy trong kinh đưa tin rằng ít ngày nữa Thành Quốc Công sẽ khởi hành đến Phúc Kiến dẹp giặc qua, đi cùng Thành Quốc Công còn có khang quận vương. Không rõ vì sao mà khi nghe nói thế, Lâm Di lại lặng lẽ thở ra. Người tính toán giỏi như Chu Thập Cửu hẳn sẽ không dễ dàng bị thua. Chỉ cần hắn ta có thể bình yên hồi kinh, cơ hội cứu cha ra khỏi ngục sẽ rất lớn. Nhưng nếu thua thì phải làm sao? Chu Thập Cửu chỉ có thể bảo vệ mạng mình, Chu đương nhiên sẽ. Thôi, bây giờ chỉ có thể đừng nghĩ tới kết quả xấu nhất. Trước có sói sau có hổ, Lâm Di Thu hai tay về, nhắm mắt lại, có thể tranh thủ được gì đều đã tranh thủ rồi giờ nàng chỉ có thể cầu ông trời có mắt để chu thập cửu xử lý được tên đại gian thần thành quốc công kia thôi lâm di ngồi thêm một lúc linh lung chạy tới đưa áo choàng cho nàng ở đây lạnh hơn trong kinh tiểu thư nên mặc nhiều lớp một chút linh lung mới nói xong lâm di đã lấy khăn ra che mũi hát hơi hai cái linh lung nói ôi chết để em tới nhà bếp nhờ hâm canh nóng cho tiểu thư hát hơi đầu tính là cảm lạnh nàng chỉ bị gió thổi nên ngừa mũi một tí thôi. Nhưng vậy cũng tốt, vừa tiện có cớ để nhà bếp bận rộn một chút, bàn đêm Lâm Di dùng một chén thuốc đẳng đuổi Lâm Huyền ra khỏi phòng. Lão thai thay nhánh cả sở chán Lâm Dị, vẫn nên uống vài thang thuốc đề phòng đi, con gái không thể chủ quan về sức khỏe. Lâm Di ôm lấy cánh tay bà, sức khỏe của cháu rất tốt, ở Phúc Ninh bị mắc mưa cũng không ngã bệnh, bá tổ mẫu yên tâm chưa kể cháu còn giỏi y thuật nữa mà. Chuyện cần trước cháu nhắc nhớ ta, ta đã cho người đi điều tra. Lão Thái Thay nhánh cả tựa tưng vào gối, từ tốn nói. Lần trước lúc theo Lâm Sương đến thôn Trang, khi đi ngang qua đồng ruộng nước, Lâm Di có nhìn thấy một người khá quen trên bờ ruộng, dường như là tùy tùng bên người của Chu thập Cửu. Không hỏi thăm được là nhà ai mua, thì ra vẫn chưa dò la được. Lão Thái Thay nhánh cả nói tiếp, nhưng biết được là dụng lại đổi chủ rồi. Lâm Di lấy làm lạ, cháu nghe nói trong tộc luôn nhìn chằm chằm chỗ ruộng đó mà, sao lại? Để người khác mua mất rồi, nói đến chuyện này, trưởng lão thay thay nhánh cả vẫn vô cùng đau lòng, nhìn chằm chằm nhiều năm như vậy mà nháy mắt cay đã bị người ta đào thẳng góc tường, giờ thì hay rồi, ngay cả bán cho ai cũng không biết. Lão thay thay nhánh cả lần Phật Châu, nếu là khang quận vương mua, vậy giấu diếm danh tính cũng là chuyện dễ hiểu. nói thế nào thì khang quận vương cũng do thúc thẩm nuôi lớn ra ngoài tậu sản nghiệp đương nhiên phải giấu, không thì sẽ bị thúc thẩm nuốt mất. chẳng qua ngày ấy có thể để giành được một số tiền lớn như vậy trong khi tuổi còn nhỏ, thật sự không hề dễ dàng. phải biết rằng tôn thất bị tội thu tước vị thì còn không bằng cả bách tính bình dân. triều đình thu hồi đất đai xong cũng thôi cấp dưỡng tiền bạc bọn họ không thể tham gia khóa cử, không thể buôn bán mưu sinh, mấy gia đình huân quý hay trong thần, làm gì có ai nguyện kết thân với tổn thất xa cơ chứ. Khang quận vương sắp xếp như vậy là để lưu lại đường lui cho mình. Lão thái thái nhánh cả vừa nói vừa gật gù, biết nhìn xa như vậy, hẳn lúc trước ngày ấy cũng khổ sở không ít. Chu thập cửu mua đất ở đầu không mua, sao lại tới mua đất gần chỗ Trần Thị vậy? hành động đặt mua dụng nương này không phù hợp với tính cách của Chu Thập Cửu, vỡ được mối hôn sự với nhà ngoại Thái Hậu cả coi như có chỗ dựa rồi mà. Nói thế nào vẫn tốt hơn nhiều so với chuyện dốc hết tiền bạc mua dụng đất chú. Lâm Di đang định hầu hạ lão thai thai nhánh cả đi ngủ thì bạch ma ma bước nhanh vào, sắc mặt hơi xanh. Lúc tại đây nô tỳ có nghe nói tam tiểu thư bị ngã từ dốc núi nhỏ sau vườn. Lão thai thai nhánh cả nhíu mày, đang yên lành sao lại chạy tên sườn núi làm gì? Có đi cùng ai không? Bạch ma đáp, từ tiểu thư, ngoài ra còn nhị tiểu thư nhà tông trưởng chi trưởng ạ. À. Bạch ma chưa nói xong, linh lung đã vội vàng vén rèm chạy vào, nhị ra. Nhị ra bị rắn cắn à? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 95, đánh nhau. Lão thái thái chi trưởng chống tay nhỏm dậy hốt hoảng hỏi, bị rắn gì cắn? bây giờ thế nào rồi? Bạch ma ma nói, cũng là ở sườn núi nhỏ bên kia, con rắn kia đã bị nhị ra bắt lại, người trong nhà đi mời lang trung rồi. Nghe xong lão thái thái nhánh cá bỗng thấy trước mắt choáng váng, nếu phải đi tìm lang trung, vậy kia nhất định là rắn độc. Trong vườn nhà sao lại có rắn bò vào, phòng tới phòng lui rốt cuộc vẫn bị ám hại. Trong viện quá đông người, mấy ngày nay lại có nhiều người trong tộc tới lui. Đó là chưa kể con cháu họ hàng xa." Bạch Mama vừa hầu hạ lão thái thái đi giày vừa nói. "Nhanh, nhanh, cầm tất cả thuốc chúng ta mang theo." Tới đó, sau khi hồi thần, Lâm Di nhớ tới đan lộ hoàn trong măn tủ, thuốc đó có tác dụng giải độc, mang theo nó nữa. Bạch Mama gật đầu, đích thân đi lấy thuốc. Lâm Di dìu lão thái thái nhánh cả men theo hành lang đi thẳng đến mai cử cách sườn núi nhỏ không xa ở đó đã có rất đông trường bởi trong tộc. Nhìn thấy hoành ca vẫn còn tỉnh táo ngồi trên giường, lão thái thái nhánh cả liền thở phào, bây giờ mới cảm thấy dưới chân mềm nhũn, lâm di vội vàng đỡ bà ngồi xuống bên mép giường. Đại thái thái đồng thị nhìn chân hoành ca, lau nước mắt, chỗ bị cắn sưng phồng rồi kìa, phải làm sao bây giờ? Bà tử bên cạnh nói, đã đắp thảo dược rồi, chắc sẽ không sao đâu à? Nô tỳ nhận ra loại rắn này, độc của nó không quá mạnh, may có người lanh trí nặn máu độc ra sớm. Hoành ca trấn an lão thái thái nhánh cả, bá tổ mẫu đừng lo quá, cháu không sao. Nói được thêm vài ba câu, người trong nhà đã dẫn tiên sinh tới, tiên sinh nhìn con rắn đã bị đánh chết bên ngoài rồi nhìn vết cắn trên đùi hoành ca, loại rắn này thường gặp ở quanh đây, đã đắp thảo dược giải độc rồi, trong uống ngoài thoa bảo đảm sẽ không việc gì. Đại thái thái đồng thị nói mời tiên sinh mau kê đơn để tôi cho người đi sắc tiên sinh kê đơn xong lại tự tay khuấy thuốc đắp cho hoành ca luôn miệng bảo đảm sẽ không sao mọi người mới yên lòng trưởng bối trong tộc thở phào bỗng nhiên nhớ tới lâm huyền này tam tiểu thư của chi thứ ba thế nào rồi nghe người khác nhắc tới lâm huyền đại thái thái đồng thị như mới nhớ ra đứa con gái vừa bị ngã khỏi sườn núi của mình lập tức giật nảy mình lão thái thái nhánh cả nhìn đồng thị tam nha đầu sao rồi? Đại thái thái đồng thị quanh co đáp lời, con dâu. Mãi lo nhìn nhị ra, nên vẫn chưa đi thăm tam tỷ. Ngọc kép, lầm gì lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt thành thật của đại thái thái đồng thị. Nếu là tiêu thị ở đây, cuống lắm cũng chỉ đến cỡ này thôi. Đại thái thái đồng thị lo cho hoành ca hơn cả con gái ruột. Phẩm hạnh như thế thật sự khiến tất cả mọi người ở đây phải thẹn với mình hai mẹ con đại thái thái quả thật đã dở hết kỹ xảo diễn xuất ở trước mặt các người trong tộc tiếc là không có nhị thái thái điện thị một lòng hướng thiện ở đây bằng không sẽ càng thêm đặc sắc lão thái thái nhánh cả gượng đứng dậy nhanh nhanh cùng ta đi xem tam nha đầu sao rồi ngột kép đại thái thái đồng thị nghe vậy mới vội vã theo ra ngoài mọi người đi tới tiểu viện nha hoàn vén rèm lên lầm uyển tái nhợt mặt đang được nha hoàn dìu đi ra đại thái thái đồng thị nhìn thấy con gái thì vành mắt liền đỏ ửng. Ừ, con định đi đâu vậy? lâm huyền vội vàng đáp: con muốn đi xem nhị đệ, nhị đệ sao rồi à? lang trung đã kê thuốc. đại thái thái đồng thị vội vàng dìu lâm huyền ngồi trở xuống giường. hai đứa thật sự là mẹ sợ muốn chết. hai mẹ con bộc lộ chân tình với nhau thì cũng thôi đi. đằng này còn luôn treo hoành ca ở khóe miệng, muội muội ruột như lâm di lại thành người ngoài cuộc trong tộc lần lượt có người đến thăm Lâm Huyền Lâm Phương bình thường háo danh lại nấp trong một góc thỉnh thoảng lại cúi gằm mặt tránh nghe ánh mắt của người khác có thể làm chuyện ngu xuẩn thế này cũng chỉ có Lâm Phương thôi nhưng đứng trước sự bình tĩnh của Lâm Huyền Đại Thái Thái Đồng Thị lại xem ra hơi nóng vội như thế càng tô thêm sự hiền thục của Lâm Huyền đám hạ nhân chết cả rồi à đang êm đẹp sao lại bị ngã Lâm Phương mím môi vẻ mặt căng thẳng Lâm Uyển chớp mắt, vẻ mặt yếu đuối, không phải lỗi của hạ nhân, là con muốn đi ngắm cảnh, giẫm phải đá trơn nên mới bị ngã. Giẫm phải đá mới bị ngã, nghe thì có vẻ hợp lý đấy, chẳng qua. Tuy trong vườn được sắp xếp nhiều núi nhỏ làm cảnh, nhưng trong tộc nhiều hạ nhân như vậy, làm sao có chuyện để đá rơi lung tung làm tổn thương chân của các vị tiểu thư chứ? Ai nghe được cũng sẽ ngầm hiểu. Lâm Phương ở cạnh đó lại như được hồi sinh, Lâm Uyển chỉ bị chầy khuỷu tay và đầu gối, thoa thuốc xong là ổn. Mà mà quân sự trong tộc ngượng ngùng cáo lỗi với lão thái thái nhánh cả, đều do nô tỳ không an bài thỏa đáng. Người trong phòng đều im lặng chờ nghe lão thái thái nhánh cả nói chuyện. Cháu trai cháu gái đều bị thương, e rằng bà sẽ không để yên, nhất định điều tra rõ ràng. Nói gì vậy, đều là người một nhà cả, không cần khách sáo như thế lão thái thái nhánh cả trấn an ma ma quản sự trong phòng có người kinh ngạc có người thở phào cho dù đổ lỗi chuyện này lên đầu nhà tổ nhà tổ cũng chỉ có thể chấp nhận lâm nguyền thoa thuốc xong thì nằm xuống đại thái thái đồng thị lại đi thu xếp bên chỗ hoành ca sắp xếp thỏa đáng cả hai bên xong mới trở về nghỉ ngơi trưởng bối trong tộc đều khen bình thường con dâu chi thứ ba trông hơi gay gắt khó chịu nhưng lại tốt hơn ai hết lại nói gánh vác trách nhiệm trường ra ai không mạnh mẽ chứ bằng không sẽ chẳng quản được hạ nhân chủ mẫu phải đảm đang nhanh nhẹn như vậy mới tốt lão thái thái nhánh cả cũng gật đầu mấy năm gần nay đúng là đồng thị trưởng thành hơn nhiều đại thái thái đồng thị mà nghe được câu này tim hẳn sẽ nảy ngược lên cổ cho mà xem lâm di lại nghĩ bụng kiếp trước chính vì vậy nên nhà nàng mới lọt bẫy người bên ngoài đều thấy nhị lão thái thái đồng thị và hai vị bá phụ đối đãi với nhà nàng vô cùng tốt, chạy đôn chạy đáo tìm cách cứu cha nàng ra khỏi ngục, lại tìm cho nàng một mối tốt. Nhị lão thái thái đồng thị còn tặng thêm của hồi môn cho nàng, tiêu thị bệnh nặng trên giường cũng đều do hai vị bá mẫu chăm sóc, còn tốn công đưa ca ca đến nông thôn lánh nạn để khỏi bị cha liên lụy. Bây giờ thủ đoạn của cả nhà nhị lão thái thái lại hiện ra từng màn một ở trước mắt chỉ là lần này nàng không mặc cho bọn họ sắp đặt mình nữa đại bá mẫu và lâm uyển muốn liên thủ mua chuộc người trong tộc để đại bá phụ có thể trở thành con thừa tự của nhánh cả vậy nàng sẽ nhóm thêm một cây đuốc cho bọn họ để bọn họ thấy rõ trong tay mình là củ khoai nóng bỏng đến nhường nào lâm di tới phòng hoành ca xem vết thương của ca ca không biết khi nào mới có thể hết sưng đây cho dù dùng thuốc cũng phải một thời gian mới có tác dụng Lang Trung đã nói sẽ không sao. Hoành Ca cười an ủi muội muội. Lúc còn ở Phúc Ninh đâu phải chúng ta chưa từng thấy hạ nhân bị rắn cắn, còn nặng hơn nhiều so với thế này. Tại sao lại có rắn ở đó? Lâm gì nhíu mày, lão thái thái nhánh cả đã cho người canh chừng đại thái thái. Lâm Huyền và Lâm Phương cũng không phát hiện bọn họ có động tác gì, xem ra chỉ đơn thuần đề phòng thôi vẫn không đủ. Chắc là lồng chim treo trong đình hấp dẫn rắn bỏ ra lâm uyển biết ca ca thích chơi đùa với chim chóc lâm phương là người không biết che giấu nàng ta muốn tính kế lâm uyển tất nhiên sẽ bị lâm uyển phát giác lâm uyển liền nhân đó lôi kéo ca ca cùng đi xem chim ca ca chắc chắn sẽ đi trước dẫn đường như vậy người gặp phải rắn trước tiên sẽ chính là ca ca lâm uyển hành động chưa từng bỏ sót chi tiết nhỏ nào cho dù hại người cũng sẽ không để bị người ta bắt thóp lợi dụng người khác trước giờ luôn là tác phong của lâm uyển không biết nàng suy đoán có đúng không, cũng nên chứng thực xem thế nào. Thấy trong phòng Lâm Huyền không còn ai khác, Lâm Phương mây ngượng ngùng đi sang nói chuyện, không phải ta cố ý đầy tỷ. Nhìn thấy Hoành Ca đi ở phía trước, nàng ta sợ con rắn mình đã sắp xếp sẵn dọa nhằm mục tiêu, cũng sợ nó bỗng nhiên bỏ tới chân mình. Lúc nàng ta còn đang dối rắm Lâm Huyền tại lấy hầu bao lão thái thái trong tộc cho muốn chia cho nàng ta một cái khi đó ánh mắt của lâm uyển hệt như là đang bố thí chỉ là cái hầu bao mà thôi hiểm lạ gì chứ hỏa khi đang dâng trào trong ngực nàng ta lâm uyển lại tỏ vẻ tì tì dạy dỗ nàng ta nên chuyên cần học theo thù hơn nàng ta liền trả treo ngay với lâm uyển ai cũng biết thứ nàng ta am hiểu nhất chính là thi từ ca phú lâm uyển lại nói trưởng bởi trong tộc nói rồi con gái nên giỏi nữ công vẫn hơn chính vì nghe thấy câu đó nàng ta mới mất chừng mực, không khống chế được xô Lâm Huyền một cái. Lâm Phương nhớ lại chuyện khi nãy mà vẫn chưa tinh hồn. Ta biết, Lâm Huyền đưa khăn lau nhẹ chóp mũi, mở to hai mắt, chúng ta là tỉ muội, ta biết muội không có ý gì. Vậy Tam tỷ sẽ không nói chuyện này cho trường bối biết chứ? Lâm Huyền lắc nhẹ, đương nhiên là không, ta nói ra từ muội muội sẽ bị mắng. Hai người vừa mới nói đến đây, cửa ra vào chợt bị đẩy ra, Lâm Di nhanh chân bước vào phòng. Lâm Di kinh ngạc nhìn Lâm Phương, là tử tỷ đầy tam tỷ ngã. Đều là tỷ muội thân thiết, sao tứ tỷ có thể làm vậy, cho dù chỉ là núi nhỏ làm cảnh thì cũng rất cao, mộ nhỡ tam tỷ có bất chắc gì, tứ tỷ cũng địch âm thân lừa dối cho qua ải ư. Lâm Phương muốn mở miệng, nhưng Lâm Di không có ý định cho nàng ta cơ hội đó. Ta nghe nha hoàn bên ngoài sầm xì rằng lúc đó tứ tỷ cứ đòi lên đỉnh núi ngắm cảnh, chuyện này rõ ràng là tứ tỷ đã tính toán sẵn từ trước. Ta phải đi nói cho lão thái thái nhánh cả và đại bá mẫu biết, tử tỷ quá tùy tiện rồi. Tử hy bên cạnh cầu xin phần thiết, xin lục tiểu thư thương xót, tiểu thư nhà nô tỷ không cố ý. Lâm gì không buồn nghe, xoay người định thì lại bị Lâm Phương túng tay kéo lại. Lâm Phương hốt hoảng nói, muội dám, Lâm Phương hãm hại nàng không phải chỉ một hai lần, ở lâm gia thậm chí còn bắt tay với ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu chuẩn bị nhìn nàng thanh cho cười. Kiếp trước khi nàng sắp gả cho Lâm Chính Thanh, Lâm Phương từng tới phòng nàng mỉa mai nói bóng gió không biết bao nhiêu bạn. Lần này khó khăn lắm mới được làm người ngoài cuộc, nàng tất nhiên sẽ có gan góp phần khua chiêng gõ trống cho vang thêm chút. Lâm Phương nghiến răng nói, tam tỷ vẫn bình yên không bị gì hết, muội muốn hại chết ta sao? Lâm Di ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phương, là tử tỷ muốn hại chết chính mình thì đúng hơn. Vất vả cho tam tỷ còn nghĩ tình tỷ muội tử tỷ nghe mà không thấy xấu hổ à. Được rồi, được rồi, Lâm Uyển muốn đưa tay ngăn cả, lại bất cần đẩy đồ chén thuốc trên bàn nhỏ cạnh giường. Trong phòng vang lên tiếng sử vỡ, khiến người bên ngoài đều giật mình. Xảy ra chuyện gì, nghe thấy giọng của lão thai thai nhánh cả, Lâm Phương lập tức tái mét mặt lão thái thái nhìn lâm phương bằng ánh mắt sắc bén tứ nha đầu cháu nói rõ xem vì sao tam tỷ cháu tại ngã lâm phương cắn chặt môi không chịu nói lão thái thái nhánh cả ngồi xuống ghế cháu không nói ta sẽ cho người trong tộc đi điều tra đến khi nào có manh mối mới thôi lâm phương không chịu được nữa bả vai bắt đầu run run phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn